Chúng ta ngày nay rất đáng thương. Lục căn thích hướng ra cảnh bên ngoài, không thu về được. Đã xem thấy, đã nhìn thấy, lập tức có suy nghĩ. Nên phải làm sao? Nên phải làm thế nào? Như vậy đến khi nào ta mới thành công? Đến khi nào ta biến thành người gỗ? Nhìn thấy bất cứ điều gì đều như như bất động, nghe thấy cũng như như bất động. Như vậy công phu của chúng ta đã thành tựu. Nhìn thấy, nghe thấy phải làm sao? Phải rõ ràng, phải như như bất động. Rõ ràng chính là trí huệ chân thật. Như như bất động là tự tánh bổn định. Trong Hoàng Nguyên Quán của Hiền Thủ Quốc Sư giảng về bổn đức là tùy duyên diệu dụng. Tùy duyên là hằng thuận chúng sanh, diệu dụng là thanh tịnh bình đẳng. Có thể tùy thuận chúng sanh, như như bất động. Trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói: Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Đi đứng ngồi nằm đều ở trong định. Do định sanh tuệ, khởi tác dụng là trí tuệ chân thật. Không có một chút bồng bột, một chút nông nổi cũng không có. Người ở trong đại định, tuy thuận chúng sanh, chúng sanh rất đáng thương. Tâm của họ cứ rong ruổi bên ngoài, không thu về được. Nên câu Phật hiệu này họ niệm không vào. Niệm như thế nào? Rất muốn niệm, chỉ là không có cảm ứng. Không giống như trong kinh nói: một niệm tương ưng một niệm Phật, mỗi niệm tương ưng mỗi niệm Phật. Nếu họ có cảm ứng như thế thì pháp hỷ sung mãn, họ vô cùng vui vẻ. Lúc đó câu Phật hiệu cũng không dám buông bỏ, họ thật tâm niệm. Chúng ta thử nghĩ, Quan Niệm Tổ làm tấm gương cho chúng ta. Trước khi giảng sanh nửa năm, thời gian không gọi là dài, khoảng hơn 100 ngày. Mỗi ngày niệm danh hiệu Phật, đếm được 40 vạn danh hiệu. Quan Niệm Tổ là làm cho chúng ta thấy niệm Phật là sao. Phật hiệu câu này tiếp câu kia, một chút tạp niệm cũng không xen vào được. Đây gọi là niệm Phật. Ngoài niệm Phật ra, vạn duyên đều buông bỏ. Hiện nay tất cả những chúng sanh khổ nạn này phải làm sao? Một ngày 40 vạn câu Phật hiệu chính là cứu khổ cứu nạn, hóa độ chúng sanh. Người có thiện căn nhìn thấy sẽ học theo. Như vậy thì bí quyết giảng sanh họ đã học được. Còn người thiện căn phước đức chưa thành thục thì dạy họ cũng vô dụng, họ làm không được.
đợi khi thành thục rồi hãy đến độ họ. Người có duyên này, bất luận họ ở đâu, ta ở nơi thế giới cực lạc đều có thể nhìn thấy hết. Vì sao? Vì tần số dao động của họ phát ra. Chứ vị nên biết, vật chất của chúng ta, thân thể là hiện tượng vật chất, là dao động. Thọ tưởng hành thức là tác dụng tâm lý, cũng là dao động. Loại dao động này vừa động thì biến pháp giới hư không giới. Ta ở thế giới cực lạc đều rõ ràng hết, hoàn toàn nhận được tin tức này. Lúc đó ta xem họ đã thành thục chưa. Thành thục thì ta sẽ hiện thân để tiếp dẫn họ, giúp đỡ họ. Chưa thành thục thì đợi thêm ít thời gian, đợi họ thành thục. Thật sự được đại tự tại. Nên thượng trung hạ tam bối giảng sanh, điều kiện chính là phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm Phật A-di-đà.